Sao cậu chưa dọn đồ gì bên phòng cảnh sát môi trường đi? Cậu nghĩ cậu Ali ở đây, tôi sẽ cho cậu lại đây sao? Các đồng chí, qua họp đi, trừ cậu ra. Bị thuyên chuyển công tác, quyết tâm của đồng đội dường như vẫn không bảo vệ được Quy Cường khỏi tầm ngắm của Kim Anh. Em chọn làm cảnh sát chìm làm gì? Để bây giờ chết không ai biết. Còn những kẻ giết em thì vẫn đang nhẫn nhơ ở ngoài kia. Trong khi đó, nặng tình riêng, Châu Vĩnh đối diện với nguy cơ phạm sai lầm. Tao sẽ nói vụ này cho nhà báo biết, để cho tụi mày bị kỷ luật. Đối diện hết như vậy mới hả dạ hay lòng được tao? Tao mà bị kỷ luật thì mày như được tổng sư. Thôi mà, tại sao gần đây tính tình cậu kia vậy chứ hả? Không thể hành xử như vậy được. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Người Thầm Lặng, 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.